nếu mà cây mi mà nó ra trái con này là gần như không sẽ không hái được trái nào các bạn, nó cắn hư hết luôn ấy, ghê lắm. Sáng nay không có làm gì các bạn, đợi trời nắng thì mình đi phơi bắp thôi, đi phơi bắp mà hiện tại thì trời chưa nắng lắm nên chưa dám phơi, sợ mưa các bạn. Trong quá trình nướng thì vợ mình đang nướng các bạn, bây giờ mình sẽ đi phơi bắp. Rồi, sau khi nướng tầm 15 phút thì chín rồi các bạn. Đó, đó. Thơm nức ấy luôn á. Hả? Nhức mũi. Thơm nhức mũi luôn á. Còn đây chín chưa? Chín chín hả? Chín không? Ui dồi, thơm. Phải đâm chén mắm, chén muối nha. Phải đâm không? Không, đứng ra. Ok, hai con này mình sẽ nướng để cho ba mẹ mình ăn các bạn. Nướng cho chín thấy để ba mẹ. Ok, đã hút xong các bạn. Hút xong, mình cuối cùng. Đây, mình đã hút xong các bạn. Đấy, nãy giờ hút được mấy cái bao rồi. Cuối cùng cũng đã xong. Mồ hôi đầm đi. Bây giờ mình sẽ đi tắm cái. Tắm rồi review cái nhang nướng cho các bạn xem ấy. Ok. Đây, sau khi mà mình hốt bắp vô sốt thì mình đã tắm rồi các bạn. Tắm thay đồ. Bây giờ mình sẽ thử ăn nha các bạn. Sáng nướng mà tại nãy giờ bận á. Đây các bạn, đây là chén muối ớt ha, mình đã đâm chuẩn bị sẵn ha. Rồi. Đây. Đây là chim nướng. Rồi mình để. Còn này chứ, má ăn này má. Ăn này. Hiện tại vợ mình đang cho con ăn nha các bạn. Mình này để cho bà.
để cho bà mình. Ok, mình sẽ. Ồ, có người nãy ăn con đúng không? Đây bạn. Mình sẽ thử một con á. Thử con này thử như thế nào á. Vô thơm. Này nó giống như chuột á các bạn. Con này nhan giống như chuột á, con chuột á. Wow. Ok, mình sẽ thử miếng á các bạn. Thơm quá. Rồi, mời mời các bạn nha. À, các bạn. Đó. Chấm miếng. Rồi, mời anh em nha. Ok, mời anh em nha. Má ăn nè. Thử miếng. Rất là ngon luôn các bạn. Thơm ghê. Làm miếng. Này giống như thịt chuột mà thịt chuột mình chưa ăn bao giờ á. Mà nó ngon thiệt. Ghê luôn á. Nãy giờ hút bắp đư luôn. Rồi, mời các bạn nữa nha. Wow, ngon. Này món là ở quê mới kiếm ra chứ còn không thì ở đâu kiếm ra các bạn. Nhiều mấy anh em nói tôi sao lớn không đi làm, không đi làm ở nhà chơi lông bông. Xin lỗi các bạn nha, mình đi làm 8 năm rồi các bạn. Hiện tại mình mới suy nghĩ việc thôi các bạn. Mình làm ở trong thành phố rồi mình về đây. Tại vợ của mình sinh con ở nhà nên mình về đây để mình chơi các bạn. Bữa nào mình vô làm lại. Nên về đây thì mình muốn quay clip đời sống cho anh em xem. Nhưng mà nhiều lúc cũng bận bịu mình đi làm biết các bạn. Ví dụ như bắp lúc nãy là đầu tiên là khi mà mình trồng đó các bạn. Mình trồng thì bỏ phân thì phải đi ói phân rồi mình phải bơm nước rồi nữa. Bơm nước nó mới ra trái. Ra trái mà bơm nước chủ yếu là mùa nước tại vì mùa nắng các bạn không có nước để bơm nữa. Rồi đợi rồi phải đi tét lá về cho bò ăn đồ nữa. Có nhiều cái lắm. Từ tới khi mà bắp nó khô á thì mình bỉ về nhà. Mình bỉ về nhà và giờ mình lột vỏ mình phơi trên cái trái các bạn. Rồi sau đó mình phơi nó rồi mình mới lột cái hột. Cái là mình mới lấy cái hột ra. Lấy hột bây giờ mới phơi hột đó các bạn. Mà các bạn thấy không, trời mưa mình mới vừa đổ ra chưa đầy 5 phút thì trời lại mưa nữa rồi. Phải lo hốt thôi chứ đâu phải để được các bạn. Nếu mà trời mưa này nó ướt nó sẽ lên mọng liền. Nên ở quê cực, mình thấy cực kỳ khổ luôn. Này, mình thật ra mình tại có lẽ nhiều anh em sẽ không thích mình bởi vì mình lớn tuổi rồi. Anh nói không có khéo. Nhưng mà mình sống như nào thì mình quay cho các bạn xem thôi. Chứ nên mong anh em thì ủng hộ thì được thì ủng hộ mình. Chứ nhiều bạn comment nói này kia mình thấy nhiều quá. Mời anh em ăn. Cũng ngon ngon lắm các bạn ơi. Chấm mưa ớt đúng bài luôn á. Tại vợ mình đang cho con ăn nên không có ngầu trong clip của mình được. Ngon ghê thiệt. Thôi mình làm nốt con này nữa. Còn lại mình để cho vợ mình. Ba mẹ mình không ăn, ba mình để rồi.
ở quê khó khăn lắm các bạn. Có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn, như thế này, các bạn đừng nghĩ là mình đi làm nó sẽ làm công ăn lương á, nó sẽ tốt nha các bạn. Mình khuyên các bạn á, nếu mà còn trẻ thì các bạn nên tự chủ tài chính này, tự lập, tự kiếm một công việc riêng để mình làm cho mình ha. Bởi vì khi mà mình đi làm công ăn lương á, nó bóc lột sức lao động, với lại về sau của mình á, nói chung là những người mà ví dụ như muốn an phận thì làm công ăn lương. Như mình đây là một công, cũng là làm công chức nhà nước, nhưng mà mình nghĩ à, thật ra mình không có đam mê, với lại không phải là đam mê, nhưng mà bây giờ vợ con nữa gánh nặng trên vai á các bạn, mà làm công chức mà không bao nhiêu lương, không bao nhiêu cả, nhưng buộc mình phải thay đổi thôi. Mà muốn thay đổi thì mình phải tìm ra một cái hướng đi nào đó. Hiện tại mình cũng chưa biết là mình sẽ sau này mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng mà mình nghĩ là hiện tại mình không có đi làm công ăn lương nữa. Hiện tại mình đang nghỉ ở nhà chăm vợ mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình còn trẻ thì mình nên phấn đấu và hãy tìm một cái gì đó kinh doanh và một hướng đi riêng cho mình, để sau này cái cuộc sống mình nó sẽ khá hơn. Chứ làm công ăn lương tháng, bây giờ ví dụ tháng các bạn 10 triệu đi, thì tiền ví dụ như mình làm trong thành phố thì tiền ăn, tiền ở, tiền trọ luôn nó hết còn chẳng bao nhiêu các bạn. Thì có vợ có con, không có nuôi nổi vợ con của mình đâu các bạn ơi. Nên chính vì vậy nên mình mới nghỉ việc, chứ không phải là tự nhiên mình nói là mình sao không đi làm ở nhà đi chơi. Nhưng mà mình nói các bạn, mình cũng đang làm, tại vì thật ra mình mê làm video anh. Bởi vì mình là lúc đó mình mê học công nghệ thông tin lắm, nhưng mà mình lại không có điều kiện á các bạn, thì mình lại đi học một cái hướng khác, đó là mình học bên quản trị kinh doanh các bạn. Thì mình vẫn theo đuổi cái đó, mình khi mình ra đi làm thì mình làm được 8 năm rồi, nhưng mà mình thấy mình không thích học kinh doanh, thì mình lại muốn làm riêng cho mình, chứ mình lại không thích mà đi làm công ăn lương như họ. Không làm công ăn lương, các bạn, nếu mà nhiều bạn đi làm các bạn sẽ rất là hiểu về cái mà làm công ăn lương thì như thế nào ha, và lương đó thì nó trả có xứng đáng cho mình hay không, và nó bóc lột cái sức. Đang nói chuyện thì hết pin các bạn, đang mong các bạn hiểu cho mình á. Mình vẫn đang ăn. Mình làm clip cũng mong anh em ủng hộ lắm, nhưng mà có lẽ là clip mình có thể do không hay ha, và cũng hay là do một vấn đề gì đó mà các bạn không có ủng hộ mình. Và các bạn ơi, đừng bao giờ người nhìn cái vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người ha. Có lẽ là có khi nhiều bạn chưa có tiếp xúc, các bạn không biết, và các bạn suy nghĩ về cũng như về tôi không có tốt. Nhưng mà thật ra các bạn khi mà các bạn tiếp xúc, các bạn chơi rồi, các bạn sẽ biết á. Chứ nhiều anh em chưa mình nói thiệt, nhiều anh em chưa gì đã bấm dislike của video của mình, nhưng mà thật ra các bạn đó chưa bao giờ xem cái video mình nội dung trong đó như thế nào. Nên mình rất là mong các bạn hãy xem video và cảm nhận thử nó như thế nào. Hay thì các bạn like và share ủng hộ mình, còn nếu dở các bạn sẵn sàng các bạn góp ý, mình rất là ủng hộ quan niệm những cái bạn mà đã góp ý cho mình, cũng như là để mình hoàn thành hơn cái video mình tốt hơn để cho các bạn xem. Chứ mình không thích những người chưa xem video hay là chưa gì, chỉ cần bấm dislike đầu tiên, đó là mình không thích như thế. Những con người như thế gần như là mình không có, thà nó không có trên kênh mình, thà số lượng ít người xem, nhưng mà nói chung là đó là những người fan của mình, ví dụ như người luôn ủng hộ mình, thì mình rất là cảm ơn họ.
Còn những cái người mà dạng như đi mà vào chỉ có bấm dislike rồi chơi bấm, thực ra những người đó thì tốt nhất thì không nên nên tồn tại trên cái kênh của mình. Hiện tại kênh mình cũng đã 11.000 mấy người đăng ký đó các bạn. Mình rất cảm ơn những anh em đó, như anh chị, cô dì, chú bác đó đã ủng hộ mình. Ở đó niềm vui cho mình để mình làm video đó các bạn. Thôi hôm nay có lẽ mình nói rất là nhiều. Mình sẽ ăn nốt cái miếng này nữa và mình sẽ dừng clip các bạn đây. Ok, mời anh em lần cuối ha. Nên mong cái video này á, các bạn xem và và để lại ý kiến ở dưới cái video này ủng hộ mình ha. Ok. Và khi mà nướng như thế này các bạn, nướng xả ớt á, nó rất là ngon. Nếu mà xả thì tuyệt vời luôn. Cơ bản là mình ướp lâu một tí rồi mình để nướng thôi, nó ngon lắm các bạn. Nên ok, video mình nướng tới đây là kết thúc các bạn. Nhan nướng, mục đích mình muốn chia sẻ là con nhan nướng các bạn. Thử nhan giống như chuột thôi, để các bạn xem và cảm nhận ha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho tôi một like và một share để ủng hộ kênh của tôi ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo ha.